Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng phân tích nhân vật với nhau nhé. Tâm trạng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản ở trong văn bản này được thể hiện như thế nào? Đầu tiên chị đã chia ra rồi, đó là khi đứng trên bờ. Và thứ hai là về tâm trạng sau khi yết kiến vua. Thì phần này chúng mình sẽ đọc trong sách giáo khoa một chút đi. Chị sẽ cho các em 1-2 phút để chúng mình suy nghĩ, để chúng mình kịp thời đọc lại văn bản. Và từ đó hãy đưa ra giúp chị tâm trạng của Hoài Văn Hầu Trấn Quốc Toản trong văn bản này được thể hiện qua những cái chi tiết nào, qua những cái từ ngữ nào. Chị sẽ cho chúng mình một chút ít thời gian để suy nghĩ nhá. Và ở đây thì chúng mình hãy sử dụng cái bút đánh dấu giúp chị đi, để chúng mình sẽ gạch ra những cái từ ngữ để thể hiện cho cái nét tâm trạng của Trần Quốc Toản trong văn bản. Và cụ thể đó là về lúc mà thời gian, đó là về thời gian khi đứng trên bờ này, về thời gian sau khi yết kiến vua của Trần Quốc Toản thì có điều gì đặc biệt hay không? Chúng mình hãy chỉ ra giúp chị nhé. Khi mà đứng trên bờ thì chị nghĩ rằng là các bạn cũng đã chỉ ra được về cái nét tâm trạng của Trần Quốc Toản đúng không nào? Và đây chị sẽ ghi tóm tắt lại những cái ý chính thôi nha. Về tâm trạng của Trần Quốc Toản thì chúng mình sẽ cần lưu ý giúp chị này. Khi mà đứng trên bờ thì Trần Quốc Toản năn nỉ ai ạ? Năn nỉ quân thánh dục mà vẫn không được xuống bến. Bởi vì sao? Bởi vì Trần Quốc Toản còn quá là nhỏ tuổi đúng không nào? Trần Quốc Toản chưa đủ tuổi để tham dự cái cuộc họp triều đình nên là bắt buộc phải đứng trên bờ. Tâm trạng đầu tiên của Trần Quốc Toản đó là gì? Năn nỉ quân thánh dục để được xuống bến nhưng mà vẫn bị từ chối. Và sau đó khi mà bị từ chối thì sao? Trần Quốc Toản thẫn thờ nhìn bến bình than. Thẫn thờ sẽ là một cái nhìn như thế nào nhỉ? Không phải là một cái nhìn chứa đựng cái niềm tin, chứa đựng cái niềm vui, mà thẫn thờ ở đây sẽ là một cái nhìn mà chứa đựng cái sự buồn bã, cái sự gọi là gì nhỉ? Cái sự buồn bã này, ngoài cái sự buồn bã ra phải là cái sự bất lực này, bất lực tại vì thẫn thờ mà. Thẫn thờ sẽ là cái nhìn không biết là bây giờ phải làm gì, thẫn thờ bất lực vô cùng đúng không nào? Và ngoài đầu tiên phải là cái sự năn nỉ, ngoài ra là còn cái sự bất lực này, và còn cái nét tâm trạng tiếp theo đó là gì nhỉ? Cảm thấy như thế nào nhỉ? Cảm thấy nhục nhã khi phải đứng rìa không được dự họp đúng không nào? Cảm thấy nhục nhã khi mà phải đứng rìa khi mà không được dự họp, bởi vì một cái lý do vô cùng nhỏ thôi, đó là Trần Quốc Toản thì không đủ tuổi, chưa đủ tuổi để tham dự đúng không nào? Và được thể hiện qua cái câu văn là gì nhỉ? Thì ra các con trai của Hưng Đạo Vương đều đủ mặt, những người em họ ấy chẳng qua chỉ hơn Hoài Văn 5-6 tuổi. Cha ta mất sớm nên ta mới phải đứng rìa nhục nhã như thế này. Mắt Hoài Văn dương to đến rách, nhìn những lá cờ bay múa trên đoàn thuyền đẹp như gấm như hoa. Đó là những cái nét tâm trạng, diễn biến cảm xúc, diễn biến tâm trạng của Trấn Quốc Toản, đó là năn nỉ nhưng mà không được xuống bến. Thì đầu tiên là thẫn thờ, rồi sau đó là cảm thấy nhục nhã khi mà phải đứng rìa, không được dự họp, rồi nhìn những cái lá cờ trên thuyền của các vương hầu đến rất cả mắt, tức là rất là uất hận đúng không nào? Và cái tâm trạng tiếp theo là ước ao được xuống thuyền rồng dự bàn việc nước và quỳ trước vua, tâu là phải đánh, rất là muốn đánh. Và cái nét tâm trạng ngoài ra thì là gì? Đó là muốn xô mấy người lính thánh đúng không nào? Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng ghi bài với nhau nhé. Nét tâm trạng, những cái nét tâm trạng của Trần Quốc Toản được thể hiện những cái nét tâm trạng sau đây này: năn nỉ quân thánh dực, năn nỉ quân thánh dực mà vẫn không được xuống bến. Tiếp theo này, cái nét tâm trạng thứ hai mà các bạn vừa mới chỉ ra được đấy, đó chính là sau khi mà năn nỉ thì lại cảm thấy nhục nhã, thẫn thờ nhìn bến bình than trước đúng không nào? Tiếp theo nó phải là thẫn thờ nhìn bến bình than, thẫn thờ nhìn bến
sau khi mà cái nét tâm trạng thẫn thờ rồi thì mới là cảm thấy nhục nhã. Khi phải đứng gì à? Không được dự học. Chỉ vì một cái lý do rất là đơn thuần thôi, không đủ tuổi, chưa đủ tuổi, đúng không nào? Cho nên là chỉ vì cái lý do đó mà lại cảm thấy nhục nhã, cảm thấy phải ghen tị với những cái người em họ chỉ hơn hoài văn dăm 6 tuổi thôi. Và ở đây thì cảm thấy nhục nhã, cảm thấy ghen tị, cha ta mất sớm nên ta mới phải đứng rìa nhục nhã thế này. Và cái sau khi mà cảm thấy nhục nhã rồi, cảm thấy ghen tị, thẫn thờ nhìn bến bình than, thì cái nét tâm trạng tiếp theo của Trần Quốc Toàn đó là gì? Nhìn những lá cờ. Trên thuyền của các vương hầu đến dự họp, rách cả mắt, đúng không nào? Chi tiết rách cả mắt thể hiện cái sự rất là uất ức, rất là uất hận rồi, rất là muốn xuống bến để cùng với vua họp bàn, tâu với vua ý kiến của mình, tâu với vua cái nguyện vọng của mình, cái quyết tâm của mình là phải đánh, không được đầu hàng kẻ địch, không được nhường cho kẻ địch cái con đường, đúng không nào? Và cuối cùng đó chính là ước ao được xuống bến, xuống thuyền rồng, sự bàn việc nước và quỳ trước vua để thể hiện cho cái quyết tâm của mình, thể hiện cho cái mong muốn, cái ước ao của mình, tâu xin vua đánh, cho đánh, xin vua đánh. Và cái tâm trạng cuối cùng đó là muốn xô mấy người lính. Vậy là chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu về phần tâm trạng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn khi mà đứng trên bờ rồi đấy các em ạ. Vậy thì bây giờ sau khi mà xin ý kiến vua thì sao? Sau khi mà xin ý kiến vua thì sao nhỉ? Thì Hoài Văn Hầu có được gặp vua hay không? Chắc chắn là khi mà xin ý kiến vua thì Hoài Văn Hầu không được ý kiến vua, bởi vì vẫn những cái lý do đó thôi, đó là Hoài Văn Hầu chưa đủ tuổi để xin được dự bàn việc nước, đúng không nào? Và rất là cái tâm trạng khi mà mình muốn xin, mình rất là ao ước được làm cái việc đấy, mà cái tâm trạng bình thường sau khi mà mình muốn xin, mình muốn ước ao được làm việc đấy nhưng mà không được cho phép, thì chắc chắn phải làm cái nét tâm trạng như nào nhỉ? Phải làm cái tâm trạng cực kỳ tức giận, đúng không nào? Cực kỳ không cam lòng, vừa hờn vừa tủi, chỉ bởi vì cái lý do cực kỳ là đơn giản, đó là Trần Quốc Toàn chưa đủ tuổi mà thôi. Nên là sau khi ý kiến vua thì tâm trạng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn đó là gì? Đó là nét tâm trạng tức giận này, không cam lòng và vừa hờn vừa tủi. Vậy với những cái nét tâm trạng đó là thẫn thờ, rồi lại cảm thấy nhục nhã, rồi lại nhìn những cái lá cờ trên thuyền của vương hầu đến rách cả mắt, rồi lại ước ao được xuống bến, muốn xô mấy người lính, và sau khi xin vua không được xuống bến thì cảm thấy như nào nhỉ? Cảm thấy tức giận, cảm thấy không cam lòng, vừa hờn vừa tủi. Thì Trần Quốc Toàn có những cái hành động như thế nào đây? Chúng mình hãy cùng tìm những cái chi tiết để thể hiện cho cái hành động của Trần Quốc Toàn các em nhé. Và hành động ở đây thì chị đã chia ra làm hai ý nhỏ hơn, đó là khi bị quân Thánh Dực ngăn xuống gặp vua và sau khi ý kiến vua thì Trần Quốc Toàn đã có những cái hành động như thế nào. Chúng mình hãy tự tìm đọc trong sách giáo khoa trong khoảng 1-2 phút và sử dụng bút highlight để đánh dấu những cái câu văn, những cái chi tiết đó nha. Trước khi mà xin gặp vua thì Trần Quốc Toản đã có một cái thời gian như thế nào nhỉ? Trần Quốc Toản đã trải qua một cái thời gian như thế nào nhỉ?
Đó là gì? Các em có nhìn thấy cái chi tiết mà Trần Quốc Toản trước khi mà xin gặp vua hay không? Cái chi tiết là suốt ngày hôm qua, Hoài Văn rủi ngựa đi tìm vua, quên không ăn uống. Hôm nay, đợi mãi từ sớm đến trưa, Hoài Văn thấy đói cồn cào, mắt hoa lên, đầu choáng váng, chân tay buồn bã. Hoài Văn không chịu được nữa, đứng mãi đây cho đến bao giờ? Thôi thì liều chết vậy, ta cứ xuống, chỉ xin nói 2 tiếng, xin đánh, rồi mặc cho triều đình luận tội. Hoài Văn xô mấy người lính thánh rực ngã chúi, xăm xăm xuống bến. Một viên tướng hốt hoảng chạy tới, níu áo Hoài Văn lại. Quốc Toản tuốt gươm, mắt trừng lên một cách điên dại, không buông ra, ta chém. Vậy thì khi mà quân thánh rực xin gặp vua, khi mà quân thánh rực ngăn xuống gặp vua, thì trước đó Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản đã có hành động như thế nào nhỉ? Đã có hành động là gì? Hoài Văn ruồi ngựa đi tìm vua suốt cả ngày, quên không ăn uống, đến nỗi mà hôm nay phải đợi từ sớm đến trưa. Hoài Văn thấy đói cồn cao, mắt hoa lên, đầu choáng váng. Vậy thì chúng mình sẽ ghi được cái ý đầu tiên về hành động của Trần Quốc Toản nhá, đó là Hoài Văn. Hoài Văn ở đây đó là Hoài Văn ruổi ngựa đi tìm vua suốt cả ngày, quên không ăn uống, đến nỗi mà bây giờ đợi để xin được gặp vua mà Hoài Văn thấy đói cồn cào, mắt hoa lên, đầu choáng váng. Và chính vì đói cồn cào, mắt hoa lên, đầu choáng váng như vậy, cho nên là Hoài Văn bắt buộc là phải ngay lập tức được gặp vua. Bởi vì với cái nung nấu ở trong lòng, đúng không nào, với cái ý nghĩa là phải đánh ở trong lòng, và cùng với cả cái trạng thái là đang không ổn định, mắt hoa lên, đói cồn cào như vậy, thì bắt buộc phải gặp, là ngay lập tức phải xin gặp vua ngay, để chỉ cần được nói 2 tiếng xin đánh là Hoài Văn đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hoài Văn quên không ăn uống, đúng không nào, đầu choáng váng, mắt hoa lên. Và cái hành động thứ hai, sau khi mà ruổi ngựa đi tìm gặp vua suốt cả ngày, quên không ăn uống, đầu choáng và mắt hoa lên, thì đó thì còn là hành động thế nào nhỉ? Tiếp theo là chúng mình sẽ nhận ra hành động của Trần Quốc Toản đó là gì? Hành động vô cùng Trần Quốc Toản đó là gì? Vô cùng vội vàng của Trần Quốc Toản đó là gì? Không thể nào mà đợi thêm 1 phút, 1 giây nào nữa, mà ngay lập tức phải cần xuống bến. Và hành động tiếp theo của Trần Quốc Toản đó là gì? Xô mấy người lính thánh rực ngã chúi xuống, xăm xăm xuống bến, đúng không nào? Hành động tiếp theo của Trần Quốc Toản đó là hành động khác thường. Xô mấy người lính đánh rực ngã chúi xăm xăm xuống bến. Vậy còn hành động nào khi mà bị quân thánh rực ngâm xuống ngâm vua nữa hay không? Hành động khác thường là xô mấy người lính thánh rực ngã chúi xăm xăm xuống bến. Và khi mà thấy Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản xô mấy người lính thánh rực xăm xăm xuống bến thì sao nhỉ? Thì có một viên tướng đã ra ngăn Trần Quốc Toản, nhưng mà Trần Quốc Toản có hành động như thế nào nhỉ? Có hành động như thế nào nhỉ? Đó, có hành động tuốt gươm, mắt trừng lên, không buông ra, ta chém. Đây là một cái hành động như thế nào đây? Hành động dọa chém người ngăn cản, đỏ mặt quát lớn, mặc dù biết là đấy là một viên tướng đó, múa gươm khiến cho không ai có thể đến gần để ngăn cản mình, đúng không nào? Và nếu như mà ở thời đại phong kiến thì đây là một cái hành động được xem là gì? Được xem là khinh thường phép nước, đúng không nào? Vì không coi ai ra gì, mặc dù là một cái viên tướng, nhưng mà Trần Quốc Toản lại không hề sợ sệt, không hề có một cái sự kính nể nào đấy, mà Trần Quốc Toản lại tuốt gươm ra và mắt trừng lên dọa cái viên tướng đấy, không buông ra ta chém. Nếu mà ở thời phong kiến thì đây sẽ là phạm vào trọng tội và có thể bị chém đầu, và thậm chí là có thể bị tru di tam tộc, đúng không nào? Và mặc dù biết rõ điều đó, nhưng mà vì quá là lo lắng, cộng thêm là cái tình trạng là đói cồn cào, thì Trần Quốc Toản rất là lo lắng cho đất nước, và ngay lập tức là phải cần để gặp vua, để cần phải bày để xin vua là cho đánh, vì quá là căm thù giặc rồi, quá là nóng lòng muốn bày tỏ cái chủ kiến của mình với vua, nên là không thể nào mà chịu thêm được 1 phút, 1 giây nào nữa, và đã có một hành động liều lĩnh đến như thế, đúng không nào? Và chúng mình sẽ ghi bàn với nhau nhé. Đó là hành động tiếp theo của Trần Quốc Toản, đó là tuốt tuốt gươm, mắt trừng lên, miệng thì quát lớn,
không buông ra ta chém được không nào? Và chúng ta nhận thấy rằng đây là một hành động. Đây là hành động ở thời phong kiến được xem là khinh thường phép nước. Và tội khinh thường phép nước, khinh thường phép nước này thì rất là nặng nề đúng không nào? Và nếu như mà ở ngày xưa thì có thể là bị chém đầu hoặc là thậm chí là tru di tam tổng nữa đấy các em ạ. Nên là khi mà tác giả đã diễn tả cái hành động của Trần Quốc Toàn, mặc dù là biết cái hậu quả mình gây ra là vô cùng to lớn, mặc dù biết cái hậu quả mình gây ra đó là cái sự khinh thường phép nước như vậy, nhưng mà vì quá là lo lắng, quá là căm thù giặc nên là rất là vội vàng, không thể nào mà đợi đến khi mà cái buổi họp kết thúc thì mới được yết kiến vua, mà ngay lập tức phải xuống ngay lập tức trong cái buổi họp đấy với vua, phải được gặp vua và với những cái vương hầu khác, phải bày tỏ cái quan điểm của mình, bày tỏ cái mong muốn, cái nguyện vọng của mình, đó là phải đánh và chắc chắn là không được nhường cho kẻ địch đúng không nào? Đây là ở hành động ở thời phong kiến được xem là khinh thường phép nước, phạm vào trọng tội, có thể bị chém đầu. Và mặc dù biết rõ điều đó, nhưng vì quá lo lắng cho đất nước, cộng thêm là cái sự căm thù giặc vô cùng, nóng lòng muốn bày tỏ chủ kiến của mình với vua, nên Trần Quốc Toản mới liều lĩnh như vậy, mặc dù là biết cái điều mà mình gây ra sẽ phạm vào cái trọng tội rất là lớn, mặc dù biết cái hậu quả mình gây ra sẽ là phạm vào cái tội rất là lớn, sẽ phạm vào cái tội là khinh thường phép nước, phạm vào trọng tội đấy, nhưng mà vì quá là lo lắng cho đất nước rồi, quá là căm thù giặc, không thể nào mà nhịn thêm được nữa, nên là rất là nóng lòng muốn bày tỏ chủ kiến của mình với vua, nên là Trần Quốc Toản mới liều lĩnh, mới xăm xăm xuống bến để xin được gặp vua, xin được bày tỏ cái nguyện vọng, cái khát vọng của mình đúng không nào? Và ở đây Trần Quốc Toàn sầm sập chạy xuống bến vì chỉ muốn bày tỏ cái nguyện vọng rằng là chỉ muốn cái bày tỏ cái quan điểm của mình rằng là rất là yêu nước và không thể nào mà nhường nhịn giặc được nữa, phải đánh ngay lập tức, không thể nào nhường được nữa, không thể nào mà chịu thêm được 1 phút 1 giây nào nữa, dân ta lúc đấy thì đã quá là khó khăn, quá là khổ được rồi, không thể nào mà để giặc ngồi trên đầu mình được nữa, phải ngay lập tức phải đánh và nhất định là phải đánh, phải nói luôn, phải bày tỏ nguyện vọng của vua, phải bày tỏ cái nguyện vọng của mình với vua là phải đánh ngay lập tức, không nhường nhịn, không để kẻ thù ngồi lên đầu mình. Và trước khi xin được yết kiến vua thì bị quân Thánh Dực ngăn xuống gặp vua, và sau khi xin yết kiến vua thì Trần Quốc Toản có hành động như thế nào? Thì chúng mình hãy tìm giúp chị những cái chi tiết để miêu tả về hành động của Trần Quốc Toản sau khi xin yết kiến vua các em nhé. Nếu như là ở phần 1, Trần Quốc Toản xin yết kiến vua nhưng không được cho vào. Vậy thì sau khi xin yết kiến vua thì hành động của Trần Quốc Toản có còn quyết liệt như vậy nữa không? Có còn phải xăm xăm, có còn phải múa gươm, múa kiếm, dọa những cái người tiến gần vào mình là sẽ chém như vậy nữa hay không? Hay là lúc này hành động của Trần Quốc Toản có điều gì khác? Chúng mình cùng suy nghĩ nhá. Hành động lúc này của Trần Quốc Toàn có còn là múa gươm, múa kiếm để dọa những cái người đến gần mình rằng là nếu như mà đến gần mình chắc chắn là sẽ bị chém, hay là còn liều lĩnh xông những cái người lính, những cái lời người lính bảo vệ vua, những cái người lính quân Thánh Dực ấy xuống biển nữa hay không? Hay là Trần Quốc Toàn còn nóng lòng muốn gặp vua? Thì đến đoạn này, sau khi mà xin ý kiến vua không được sự đồng ý thì Trần Quốc Toàn đã có cái hành động như thế nào gì? Đã có hành động như thế nào đây? Đó là gì? Hành động của Trần Quốc Toàn lúc này đó là bắt đầu là sao? Bắt đầu là lủi thủi bước lên bờ, nhưng làm sao? Không hề nản chí chút nào đúng không nào? Không phải là sau khi mà bị từ chối như vậy tôi ra về luôn. Ở đây Trần Quốc Toàn không như thế, mà là lủi thủi từ xuống thuyền, từ thuyền bước lên bờ, nhưng
Cái đôi mắt của Trần Quốc Toàn lúc này được diễn tả bằng cái chi tiết là gì? Quắc mắt, nắm chặt bàn tay lại, nghiến chặt lại, tay run lên vì quá giận. Và hai hàm răng của Hoài Văn thì sao? Thì nghiến chặt, hầm hầm trở ra, cái khuôn mặt thì hầm hầm trở ra rất là nhiều sát khí, đúng không nào? Sau khi mà xin ý kiến vua không được sự đồng ý và bị sự ngăn cản của viên tướng này, bị sự ngăn cản của những người lính bảo vệ vua, thì Trần Quốc Toàn không hề nản chí mà chỉ cảm thấy buồn tủi trong lòng. Đó là qua chi tiết lùi thủi bước lên bờ và không không đi về ngay lập tức, mà quắc mắt, cái đôi mắt thì quắc lên, nắm chặt bàn tay lại, tay run lên vì giận, hai hàm răng thì nghiến chặt lại và cái khuôn mặt thì hầm hầm trở ra rất là nhiều sát khí, rất là tức giận, rất là muốn bày tỏ. Khi mà các em biết rằng đấy, nếu như mà chúng mình muốn bày tỏ cái quan điểm của mình, chúng mình đang rất là muốn làm cái việc đấy và chúng mình cần phải làm cái việc đấy ngay lập tức, nhưng mà bị cái sự ngăn cản thì chắc chắn là các em sẽ đầu tiên sẽ là cảm thấy thất vọng. Nhưng mà thất vọng thì ở đây Trần Quốc Toàn có thấy thất vọng đấy, nhưng mà là sao? Không hề nản chí một chút nào cả, mà ngược lại cái ý chí, cái quyết tâm phải gặp vua bằng được lại còn nhiều hơn cả lúc trước, nhiều hơn là trước khi mà xuống thuyền, nhiều hơn cả trước khi là xô những cái người lính ngã, xô những cái viên quan đấy rút gươm ra để dọa cái viên cam đấy, viên quan đấy, đúng không nào? Và chúng ta nhận ra ở đây đó là cái sự quyết tâm của Trần Quốc Toàn lại lớn hơn bao giờ hết. Cho nên là đầu tiên sẽ là cái hành động của Trần Quốc Toàn, đó là lủi thủi bước lên bờ. Và hành động tiếp theo của Trần Quốc Toàn đó là gì? Quắc mắt này. Ngoài quắc mắt ra, quắc mắt là thể hiện cái đôi mắt rất là giận dữ, rất là như kiểu là đang có cái ngọn lửa đang ở trong mắt rồi đấy. Đầu tiên sẽ là quắc mắt này. Và tiếp đó là gì? Nắm chặt bàn tay lại, nắm chặt bàn tay lại. Và tay, bàn tay thì rung lên, cái cơ thể dường như là đang rung lên, đang rất là rung giận dữ, đúng không nào? Tay rung lên vì giận. Và hai hàm răng thì nghiến chặt lại và lại hầm hầm trở ra. Vậy về lời nói của Trần Quốc Toàn thì sao? Sau khi mà chúng mình đã cùng đi phân tích về những cái nét tâm trạng này, tâm trạng của Trần Quốc Toàn khi đứng trên bờ, rồi sau khi ý kiến vua và hành động của Trần Quốc Toàn khi bị ngăn cản, rồi sau khi bị ngăn cản, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về lời nói của Trần Quốc Toàn nhé. Khi mà bị quân Thánh Dực ngăn xuống gặp vua thì Trần Quốc Toàn đã có những cái lời nói như thế nào? À, ở đây thì còn thiếu một chút nhá. Sau khi ý kiến vua thì Hoài Văn Hầu Trấn Quốc Toàn lùi thủi bước lên bờ, quắc mắt này, rồi lại nắm chặt bàn tay, tay rung lên vì giận, hai hàm răng thì nghiến chặt lại, hầm hầm trở ra. Nhưng có một cái chi tiết vô cùng đặc biệt, đó là sau khi ý kiến vua, nhưng mà sau khi ý kiến vua đó là gì? Không được sự đồng ý của quân Thánh Dực và cũng bị sự ngăn cản của cái viên tướng, thì sau đó thì vua ra ngoài hóng mát. Thì lúc này vua nhìn thấy cái khung cảnh xung đột như vậy, thì vua nhìn thấy như vậy và vua đã gặp Trần Quốc Toàn. Và đây có một hành động của vua trao cho Trần Quốc Toàn, đó là gì nhỉ? Đó là vua trao cho Quốc Toàn một quả cam, đúng không nào? Và các em để ý rằng là khi mà vua biết rằng là cái người đó, cái người anh hùng Trần Quốc Toàn đó, dù là xô những cái người lính thân cận của mình ngã xuống biển, hoặc là rút gươm ra chém cái viên tướng, thì đó là cái hành động vô cùng là phạm vào trọng tội, đúng không nào? Và có thể là bị chém đầu. Nhưng mà vua thì sao? Vua lại không hề chê trách em, vua không hề tức giận với em, hoặc là vua cũng không hề gì nhỉ? Vua cũng không hề chê trách này, vua không hề trách em là tại sao em lại làm như vậy, hoặc là trách tội em, đúng không nào? Mà ngược lại ở đây vua lại cảm thấy vô cùng hài lòng, không trách vào em vì em còn nhỏ, nhưng mà em lại có cái tinh thần yêu nước quật khởi như vậy, và vua đã ban cho em một quả cam. Và hành động sau khi mà được vua ban một quả cam thì các em cảm thấy như thế nào nhỉ? Hành động của Trần Quốc Toàn sau khi được vua ban cho một quả cam thì Trần Quốc Toàn có nâng niu quả cam đấy hay không? Hay là Trần Quốc Toàn có hành động như thế nào với quả cam nhỉ? Thì đây sẽ là một hành động vô cùng đặc biệt nhé. Và với những cái chương trình trước đây thì chị nhớ rằng là cái hành động bóp nát quả cam đấy đã từng được trích ra thành một cái đoạn trích học riêng ra trong một cái văn bản trong sách giáo khoa cơ. Nhưng mà với văn bản này thì cái đoạn trích bóp nát quả cam đấy lại được gộp chung vào với văn bản
lá cờ thiêu sáu chữ vàng. Thì ở đây trong văn bản này có một cái hành động của Trần Quốc Toàn sau khi mà được yết kiến vua ấy, thì đây là hành động của Trần Quốc Toàn này, đó là hành động bóp nát quả cam. Đây là một hành động vô cùng đặc biệt, nếu như mà chúng ta biết được là những cái đồ vua ban cho là những cái đồ vua, là những cái đồ mà cực kỳ quý, cực phải là gọi là gì, cực kỳ quý, mà với một người dân thường như thế khi mà được vua ban cho thì phải nhớ ơn vua và vô cùng nâng niu. Nhưng mà đây Trần Quốc Toàn lại không nâng niu cái niềm vui đấy, không nâng niu cái món quà của vua ban cho đấy. Mà các em biết Trần Quốc Toàn đã làm gì với món quà đấy không nhỉ? Đó là gì? Bóp nát cái quả cam đấy. Bởi vì sao? Bởi vì Trần Quốc Toàn lúc này không hề để tâm đến món quà của vua ban nữa, mà là trong đầu Trần Quốc Toàn lúc này chỉ nung nấu cái ý định là gì? Đó là đứng lên, phải đứng lên, phải đánh, đúng không nào? Và kèm với đó là gì? Kèm với đó là cái tâm trạng vô cùng uất ức, cùng với hành động là gì? Quất mắt, nắm chặt bàn tay, rung lên vì giận dữ, hai hàm răng thì nghiến chặt lại, hầm hầm trở ra. Và cái hành động ở đây đã thể hiện cái tâm trạng là gì? Vô cùng là bức bối, vô cùng là uất hận. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Trần Quốc Toàn chỉ muốn góp cái sức của mình vào trong cái cuộc hội, vào trong cái cuộc chiến đấy, và góp cái tiếng nói của mình, thể hiện cái sự quan điểm của mình, thể hiện cái ước muốn của mình là không không thể nào mà nhường nhịn cho quân địch được nữa, mà nhất định lúc này là phải đánh, nhất định là không thể nào nhường nhịn, phải đánh ngay lập tức, không thể nào mà mở đường, không thể nào mà nhường đường cho quân địch mượn đường của chúng ta được nữa, chúng ta phải đánh, chúng ta phải đứng lên. Thì sao nhỉ? Thì kể cả là cái món quà của vua ban quý đến đâu, nhưng mà cái tâm trạng của Trần Quốc Toàn trong đầu thì lại với cái nung nấu ý nghĩ là phải đánh, và cái tâm trạng bực bội vì không được nói ra cái suy nghĩ của mình thì đã bóp nát cái món quà của vua. Và cái hành động bóp nát đấy không phải là một cái hành động mà không trân trọng cái món quà đấy đâu các em ạ, mà cái hành động bóp nát đấy chỉ bởi vì Trần Quốc Toàn đang quá là để tâm cho cái suy nghĩ của mình, đó là suy nghĩ phải gặp vua, phải bày tỏ cái ý kiến với vua là phải đánh, kèm với cả một cái tâm trạng là bị ngăn lại, không được gặp vua, thì cái hành động bóp nát quả cam đấy đã thể hiện cho chúng ta thấy một cái tinh thần yêu nước cháy bỏng của Trần Quốc Toàn, và thể hiện cái tính cách quyết liệt, kiên định và vô cùng mạnh mẽ của Trần Quốc Toàn, đúng không nào? Và ngoài ra còn thể hiện cái khát vọng bảo vệ đất nước của Trần Quốc Toàn nữa cơ, đúng không nào? Và cái chi tiết bóp nát quả cam đã cho chúng ta thấy rằng là điều gì? Đó là chàng thanh niên này thuộc dòng dõi vương hầu đã sớm ý thức được đất nước trước hiểm họa của cuộc xâm lăng. Nếu như mà không đuổi giặc đi ngay lập tức thì chắc chắn rằng nước mất, nhà tan, nên là đã không quản ngại hy sinh mà đã góp phần muốn được cùng quân dân Đại Việt đánh tan giặc Nguyên hung hãn, và từng được xem là đội quân bách chiến bách thắng vào thời kỳ ấy. Khi mà quân Nguyên xâm lấn nước ta thì được xem là cái đội quân bách chiến bách thắng, tức là đi đến đâu giành chiến thắng tới đấy, đúng không nào? Và việc Trần Quốc Toàn vô tình bóp nát quả cam đã thể hiện Trần Quốc Toàn là người vô cùng là yêu nước, vô cùng là yêu nước, qua việc là gì, vô cùng căm thù giặc và muốn bảo vệ cho cái nền độc lập của nền đất nước, của nền nước ta, đúng không nào? Và như vậy có thể thấy Trần Quốc Toàn dù là tuổi trẻ đấy nhưng mà lại đã lo nghĩ về việc lớn, bảo vệ cho tổ quốc của chúng ta. Nên chúng mình sẽ ghi lại những ý chính nhá. Hành động ở đây, hành động hành động bóp nát quả cam trong văn bản này là một hành động vô cùng đặc biệt. Hành động bóp nát quả cam trong văn bản này là một hành động vô cùng đặc biệt, bởi vì qua hành động này chúng ta nhận ra được cái tình yêu nước. Hành động bóp nát quả cam trong văn bản này. Là hành động thể hiện tinh thần yêu nước cháy bỏng của Trần Quốc Toàn. Ngoài ra này, thể hiện tinh thần yêu nước cháy bỏng của Trần Quốc Toàn còn thể hiện cho điều gì nhỉ? Còn thể hiện đây là một chàng trai với tính cách quyết liệt, kiên định và vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là người bình thường ấy, nếu như mà bị ngăn cản như vậy thì sao? Thì chắc chắn là có thể là sẽ bỏ về, sẽ bỏ cuộc đâu rồi, đúng không nào? Nhưng mà ở đây Trần Quốc Toàn không như không thế, dù là
dù là bị ngăn cản bởi quân Thánh Dực này, dù là lần một lần hai bị ngăn cản bởi quân Thánh Dực này, dù là có một viên tướng ra ngăn cản này, nhưng mà Trần Quốc Toàn vẫn vô cùng kiên định với cái suy nghĩ là phải gặp vua bằng được để bày tỏ cho vua thấy cái ước mong của mình, cái suy nghĩ, cái nguyện vọng của mình và cũng như là nguyện vọng của người dân Đại Việt lúc bấy giờ, đúng không nào? Hành động bóc nát quả cam này còn thể hiện cái khát vọng bảo vệ đất nước của quân và dân ta. Tại sao chị lại nói rằng là hành động bóp nát quả cam này là thể hiện khát vọng đất nước của quân và dân ta nhỉ? Và cái sự bày tỏ mong muốn đấy có phải là bày tỏ mong muốn đến từ mỗi Trần Quốc Toàn hay không? Thì chắc chắn rằng là cái mong muốn phải đánh không phải là mong muốn của mỗi mình Trần Quốc Toàn nữa, mà mong muốn phải đánh là mong muốn của toàn bộ nhân dân Đại Việt lúc bấy giờ, các em biết không? Khi mà các em đọc cái đoạn văn ấy ở trang số 11, mấy tháng ở kinh thấy sứ nguyên hạch sách đủ điều, Hoài Văn chỉ có một ý nghĩ là đánh, đánh để giữ lấy quốc thể. Rồi lại đến ngày quan gia mời các bô lão khắp bàn dân thiên hạ về kinh để họ nhà vua hỏi ý dân xem nên cho giặc mượn đường hay nên cho hay nên đánh lại. Các bô lão là những người nhà quê mùa chất phác, chưa bao giờ được bước chân vào lầu son gác tía, chưa bao giờ được bàn việc nước, thế mà nghe quan gia hỏi, họ đều nắm tay, gân mặt, khẳng khái tâu lên, xin đánh, trăm miệng một lời, làm rung chuyển cả tòa điện Diên Hồng. Những người áo vải ấy còn biết đường phải trái, huống chi ta là bậc tôn thất, há lại không nghĩ như họ sao? Đến họ mà quan gia còn hỏi kế, sao ta là người gần gũi, quan gia chẳng hỏi một lời. Thì đó, đó chính là khi mà cái khát vọng mà Trần Quốc Toàn muốn bày tỏ cái nguyện vọng với vua là phải đánh. Thì lúc nào chúng ta nhận ra không phải là đây là khát vọng, là nguyện vọng của một mình riêng Trần Quốc Toàn nữa, mà là khát vọng, cái nguyện vọng của toàn bộ nhân dân Đại Việt lúc bấy giờ, đúng không nào? Và Trần Quốc Toàn thì vô cùng là bực tức, bởi vì sao? Bởi vì mặc dù cũng là thuộc cái dòng dõi vương hầu đấy, nhưng mà khi mà các bô lão được mời lên triều đình, được hỏi ý kiến là xin đánh hay là cho mượn đường, thì những cái bô lão đấy mặc dù là người nhà quê, mặc dù là người chất phác, được hỏi ý kiến, nhưng mà bây giờ đây Trần Quốc Toản được đến cái chỗ này, được đến cái thuyền rồng, được bến bến Bình Than để xin được gặp vua, lại không được cho vào, bởi vì chỉ có một cái lý do rất là đơn giản, đó là em chưa đủ tuổi. Nên là Trần Quốc Toản vô cùng cảm thấy tức giận, vô cùng cảm thấy mình đối xử không công bằng với người khác, nên là em rất là bực mình. Và sau khi mà xin được gặp vua, không được gặp vua, và sau đó là được gặp vua trong một cái tình cảnh đó là vua ra ngoài hóng mát, thì vua lại ban cho em cái quả cam, và Trần Quốc Toàn bóp nát cái quả cam đấy. Không phải là bởi vì Trần Quốc Toàn không trân trọng cái món quà của vua ban, mà ở đây Trần Quốc Toàn trân trọng món quà của vua ban đấy, nhưng mà em mãi suy nghĩ với cái khát vọng, cái ước ao của mình là phải tâu cho vua biết rằng là cái nguyện vọng của em, nguyện vọng của toàn dân Đại Việt lúc bấy giờ là xin đánh, không được nhường cho địch nữa. Nếu như mà nhường cho địch lúc bấy giờ thì chắc chắn là sẽ mất nước, chắc chắn là sẽ mất quốc thể, đúng không nào? Và hành động bóp nát quả cam thể hiện cái tinh thần yêu nước cháy bỏng của Trần Quốc Toản, và ngoài ra còn hiện đây là tính cách quyết liệt, kiên định, vô cùng mạnh mẽ của chàng trai và khát vọng bảo vệ đất nước của quân và toàn bộ nhân dân Đại Việt ta. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.